xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Điện thoại Vui TV. Hầu hết các thiết bị đều có chế độ máy bay. Và chế độ máy bay dùng để làm gì? Đương nhiên là sẽ giúp các bạn an toàn hơn trong những chuyến bay. Nhưng mà ngoài việc đó thì chế độ máy bay còn có nhiều tính năng hữu ích, bá đạo hơn nữa. Và hãy cùng mình xem hết video này, coi thử chế độ máy bay có gì đặc biệt nha. Thứ nhất là tiết kiệm pin khi điện thoại của bạn gần hết pin, không có chỗ để sạc, quên cắp sạc, quên luôn pin dự phòng. Bạn nên bật chế độ máy bay để ngắt kết nối với mạng và tiết kiệm năng lượng hơn. Khi nào mà cần gọi điện với ai đó thì bạn mới tắt chế độ này đi. Thứ hai là sạc pin nhanh hơn bình thường. Khi bạn đang có một việc gì gấp mà cần sạc pin thì bạn hãy bật chế độ máy bay lên. Lúc này máy sẽ tự động ngắt kết nối với mạng Internet, Bluetooth thì máy sẽ không bị hao năng lượng trong quá trình đặt pin nữa. Như vậy thì bạn có thể sạc pin nhanh hơn một chút. Thứ ba, sửa lỗi sóng di động. Khi điện thoại bị mất sóng, không nhận dịch vụ, không thực hiện được cuộc gọi, v.v. thì bạn có thể bật chế độ máy bay trong vòng 20 đến 30 giây rồi tắt đi cho máy có thể tự động dò lại mạng di động và bắt sóng lại như bình thường. Thứ tư, đọc tin nhắn không hiển thị đã xem. Khi có tin nhắn từ Messenger, Zalo, Telegram, v.v. bạn chưa trả lời trong lúc đó được nhưng lại muốn biết nội dung tin nhắn là gì thì bạn cần bật chế độ máy bay lên, xem nội dung tin nhắn, thoát ra và xóa ứng dụng gần đây. Như vậy bạn có thể xem nội dung tin nhắn mà không hiển thị chữ đã xem. Thứ năm, an toàn khi cho trẻ con chơi. Khi bạn cho trẻ con sử dụng điện thoại, bạn nên bật chế độ máy bay để chúng không thể kích hoạt vào Facebook, Messenger, mail v.v. hoặc là gọi số điện thoại nào đó làm phiền người khác. Và bạn nào có cái tính năng mới hay về chế độ máy bay thì hãy comment phía bên dưới cho mình nha. Nếu thấy hay cũng đừng quên like, share và subscribe kênh Điện thoại Vui TV. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Vừa rồi là những cái tính năng đặc biệt của chế độ máy bay mà mình tìm hiểu được trên mạng, trên Facebook, v.v. mà mình liệt kê lại cho các bạn xem, mong là hữu ích cho các bạn nha.